Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có những thông tin cập nhật mới nhất ở trên cái app Đào Pi cũng như là trên trang myvi.com ở mục blog. Chúng ta có một cái bài viết cập nhật về cái tình hình KYC. Và đây là một tín hiệu rất mừng dành cho những ai đang bị KYC màu cam, trong đó có Thắng và những cô chú anh chị của bạn trên kênh của Thắng. Thì chúng ta có thể nhìn thấy những cái thông tin cập nhật ngay dưới đây thôi. Và Thắng sẽ cùng với cô chú anh chị của bạn cho đi tìm hiểu một số những cái thông tin chi tiết. Đầu tiên ấy là chúng ta cần phải xác định rõ là người ta nói rất rõ đây là để giải quyết cho những người KYC dự kiến, tức là tentative approval đó, màu cam cam đó. Thì ở đây có ba cái phần chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất là nó sẽ được triển khai dần dần cho những người tiên phong hiện hành trong tháng tới và ngay sau khi khai thác để thuận tiện cho người tiên phong. Thì chúng ta sẽ hiểu là trong tháng tới, tức là trong tháng 6 đó, nay là tháng 5, trong tháng 6 thì có thể họ đang chuẩn bị cái điều này để có những cái sự công bố vào ngày P2Day, ngày 28 tháng 6. Thì lúc đầu Thắng nghĩ rằng có thể là do Google nó dịch sai các bạn, nhưng mà trên thực tế khi Thắng để sang tiếng Anh ấy, thì nó cũng chỉ ghi là The Coming Month thôi. Thì cái đây là một cái từ cụm từ có nghĩa là trong tháng tới, nó không phải là cái số nhiều, cho nên là nó sẽ không phải là trong những tháng tới. Đó. Thì đây là một cái điều đặc biệt chúng ta cần lưu ý, đó là trong tháng 6 họ sẽ giải quyết toàn bộ những cái vấn đề liên quan đến cái KYC dự kiến, và thậm chí nó triển khai bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến hết tháng 6 nha. Thì Thắng nghĩ là nó sẽ giải quyết được. Là những ai đang bị rơi vào trạng thái KYC gọi là màu cam thì chúng ta sẽ chờ đợi từ nay đến cuối tháng 6 chúng ta sẽ được giải quyết hết thôi. Đó là cái điểm mà rất là đáng lưu tâm. Cái điểm thứ hai chúng ta cũng cần lưu ý, đó là cái việc kiểm tra KYC này nó bao gồm các cái góc cạnh khuôn mặt mới. Thì Thắng chưa được trải nghiệm cái liveness KYC này thì nên Thắng cũng không biết được là nó yêu cầu những cái gì. Thì theo như Thắng tìm hiểu thì có người bảo là nhìn thẳng, nhìn lên trước, nhìn xuống dưới, nhìn sang trái, nhìn sang phải. Nhưng mà ở đây người ta sẽ ghi là có một số những cái cập nhật mới để chúng ta có thể kiểm tra. Đó. Và ở đây người ta ghi là điều này cũng được yêu cầu đối với những người đăng ký KYC mới kể từ bây giờ nha. Đó, tức là những ai KYC mới cũng sẽ phải trải qua cái bước này. Bởi vì là pin nó chưa về ví, còn những ai mà pin đã về ví rồi tức là người ta đã xác hoàn toàn xác thực là không có vấn đề gì cả rồi đó. Cái vấn đề thứ ba đó là cái cung cấp xác thực bổ sung danh tính cho chủ tài khoản nhằm cải thiện tính bảo mật của tài khoản và giúp người tiên phong giải quyết cái trạng thái KYC dự kiến của họ đó. Như vậy là chúng ta sẽ phải làm qua, không phải đơn giản là chúng ta chỉ cần quét một lần đâu mà chúng ta có thể làm nhiều lần hơn đó, để chúng ta lưu ý ha. Người ta cũng ghi rất là rõ là tùy thuộc vào ứng dụng KYC cụ thể, số lần kiểm tra tính tồn tại bổ sung như vậy và thời gian giữa mỗi lần kiểm tra là không xác định và khác nhau tùy theo từng người. Dữ liệu được thu thập từ nhiều lần kiểm tra mức độ hoạt động sẽ hỗ trợ phân tích ứng dụng KYC trong các lần kiểm tra bổ sung cần thiết để giải quyết trạng thái KYC dự kiến của người tiên phong. Rồi như vậy là chúng ta sẽ hiểu rằng là mỗi một cái pioneer chúng ta sẽ không phải là chỉ xác minh cái thực thể sống lipid này một lần, mà chúng ta sẽ phải làm nhiều lần nha. Có những người 2 lần, 3 lần, 4 lần, có những người nhiều hơn. Nó còn phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố để họ tổng hợp. Cho nên là chúng ta thấy rằng là khi chúng ta vượt qua cái thực thể sống, chúng ta vẫn ở KYC cam thôi. Nhưng có những người thì khoảng 1 lần thì hoặc 2 lần là đến tuần sau họ lại được vượt qua luôn. Đó là cái câu chuyện nó phụ thuộc tùy vào cái đó. Có thể là cái thời điểm bây giờ khuôn mặt của bạn có cái sự thay đổi đối với cái thời điểm bạn KYC cách đây 1 năm chẳng hạn, thì có thể là máy tính nó vẫn không phân tích ra được, thì nó sẽ vẫn bắt chúng ta phải làm KYC nhiều lần hơn đó. Chúng ta lưu ý như vậy. Thì cái bản phát hành tính năng mới này sẽ nhằm tạo điều kiện để thuận lợi để thúc đẩy cái việc KYC nó tốt hơn, và người ta cũng ghi rất là rõ đó là nó là cái mục tiêu KYC của mạng mở đó. Rồi thì đây là một cái mảng rất là rõ ràng, tức là chúng ta sẽ thấy rằng cái vấn đề giải quyết về KYC 100% là trong năm 2024 họ sẽ giải quyết hết. Cái thắng tin là như vậy. Cái quan trọng nhất mà chúng ta chờ đợi đó là cái vấn đề liên quan đến cái dữ liệu blockchain thôi, nó nâng cấp cái giao thức và nó ra mắt cái phiên bản nốt mainnet testnet của blockchain. Như vậy thì chúng ta mới có những cái cơ sở khẳng định là mạng Pi sẽ mainnet. Còn đây chỉ là một cái điều kiện trong cái điều kiện của cái tầm nhìn, chứ chưa phải là điều kiện của cái sứ mệnh. Chúng ta đang tập trung nhiều hơn vào cái sứ mệnh đó là tạo ra một cái hợp đồng thông minh cho cái mạng Pi một cách đa dạng đó. Cái điều đó là cái điều quan trọng hơn để quan điểm của Thắng thôi. Còn những ai chưa vượt qua KYC thì chúng ta sẽ nên tập trung vào cái điều này để chúng ta có Pi về ví trước đó, nên là cái điều quan trọng của mọi người, và hy vọng là chúng ta sẽ được vượt qua KYC nha. Rồi với cái thông tin tiếp theo Thắng muốn chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn, vì cái này nó không quá là phổ thông và không phải ai cũng được làm cái điều đó,
Thì trên những cái cộng đồng mạng có chia sẻ những cái thông tin này, và Thắng cũng được chia sẻ cái thông tin này, là về cái việc là trên cái giao diện của cái nốt thì sẽ có một số người được lựa chọn để conduct cái survey, tức là để mà tiến hành cái khảo sát. Thì ở đây người ta ghi rất là rõ, một trong những cái người trong đội ngũ PICO team ấy, thì chúng ta đã biết rồi, đó là Crypto Jing. Thì rất nhiều những cái thông tin cập nhật từ cái anh này rồi, thì anh ấy cũng đã xác thực về cái điều này. Và người ta cũng ghi rất rõ là bạn là được chọn ngẫu nhiên để tham gia vào cái khảo sát dưới đây. Hãy điền vào thông tin dưới này để đưa ra những cái trải nghiệm về thị trường tiền điện tử cũng như blockchain và mạng xã hội. Đó. Thì cái survey này á, nó bao gồm những cái thứ liên quan đến sàn giao dịch nha. Trong đó chúng ta có những cái thông tin liên quan đến khóa 200%, và cái survey cũng hỏi rằng bạn có phải là một người ảnh hưởng trên mạng xã hội hay không. Đó. Thì nhiều anh em chia sẻ cái này thì lại nhìn nhầm, thành ra là các cái sàn như là Binance, Coinbase, cái thứ lít sàn đó. Thì thực ra bản thân Thắng đã chia sẻ rồi, nếu như Pi nó có hợp đồng thông minh ấy, thì dù có muốn hay không thì các cái sàn họ vẫn có thể lít Pi lên được. Đó. Thế quan trọng nhất là Pi nó hình thành với cái mức ổn định thế nào để mà người ta không bơm xả Pi nữa mà thôi. Chứ còn bản thân Pi nó cũng là một đồng coin và cũng là một loại crypto bình thường, chứ nó chưa được gọi là một dạng fiat. Cho nên là nó không không thể nào mà tránh khỏi được cái chuyện là lít sàn hay không lít sàn. Mặc dù có thể muốn hay không muốn, nhưng khi đã có hợp đồng thông minh thì người ta hoàn toàn có thể làm thế. Trừ cái trường hợp Pi họ giấu hợp đồng thông minh public, họ không công bố public, mà họ chỉ cho những cái doanh nghiệp nào kết nối trực tiếp với họ thì họ đưa thôi. Như vậy thì nó lại không đúng lắm so với những cái gì Thắng đọc được trong sách trắng, đó là khi mainnet mở thì sẽ có một cái tổ chức gọi là Pi Foundation họ quản lý. Trong đó thì cái Pi Core Team họ sẽ không còn đóng vai trò chính thức đối với cái mạng Pi nữa, giống như này nữa. Tất nhiên họ vẫn là những cái thành viên trong cái Pi Foundation, nhưng mà cái vai trò của họ nó sẽ khác đi. À, những cái vấn đề liên quan đến gọi là can thiệp vào cái hệ thống blockchain là không thể nào được nữa. À, nó sẽ mặc định là phi tập trung hoàn toàn. Rồi cô chú anh chị và các bạn, đấy là một số những cái chia sẻ của Thắng về cái video ngày hôm nay. Nếu như cô chú anh chị thấy cái video hay thì đừng quên like, share cũng như nhấn nút subscribe để ủng hộ Thắng trong quá trình chia sẻ thông tin đến tất cả mọi người, cũng như là tham gia vào cộng đồng blog nguyenanthang.com để tham khảo những thông tin khác về đầu tư tài chính, tự do tài chính, kinh doanh online hoặc là học tiếng Anh. Thắng chia sẻ hoàn toàn miễn phí trên đây, cũng như là nếu như bạn muốn trở thành một freelancer, hãy có thể tham khảo những thông tin Thắng chia sẻ trên blog này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo.